Rồi xin chào bà con. Hôm nay mình về thêm một cái lô 500 thùng hydro Mỹ ha, diện mạo mới. Còn đây là cái thùng hydro Mỹ mình bây giờ nó có diện mạo mới nè ha. Đó. Đây là mình về lô 500 thùng này là cánh xanh không. Cánh xanh không nha, hoàn toàn là cánh xanh không. Đó, thì chương trình chắc chắn sẽ có. Bà con sẽ đợi chương trình, hóng chương trình từ Hiệp nha. Hóng chương trình tốt nhất từ Hiệp hỗ trợ cho bà con mình. Tại vì sao mấy bạn? Tại vì mình về số lượng lớn. Đó. Thì mình có thể làm chương trình tốt cho bà con mình được nha. Nếu mà nhập số lượng lớn thì cái giá ít ra nó đỡ hơn những cái chỗ anh em các những nơi khác thì bán đúng giá là phải bán đúng giá. Nguyên tắc của Hiệp làm giờ là làm không có phá giá, bán đúng giá. Nhưng mà cách để hỗ trợ bà con mình là mình trích một phần lợi nhuận của mình để hỗ trợ bà con mình nha. Đó. Tại vì mình nhập số lượng nhiều thì cái giá nó tốt hơn chút xíu chứ không có gì khác đâu. Chính sách công ty điện nó cũng như thế thôi. À, nhưng mà Hiệp cố gắng là ra cái chương trình tốt tốt chút xíu hỗ trợ bà con mình. Giống như hữu cơ cũng vậy mấy bạn. Mình làm hữu cơ là mình làm một lần là một container thì cái giá nó tốt hơn những khu vực khác. Người ta nhập nhỏ lẻ. À, thì chính vì giá tốt thì mình sẽ để cái giá sát sàn nhất và chương trình hỗ trợ nhất cho bà con mình. Ví dụ như là tặng quà. À, hoặc là bán người tặng một gì đó. Rồi ok. Rồi xin chào bà con. Hôm nay sẽ tiếp tục về Hydro Mỹ. Một chương trình khuyến mãi cũng khá là lớn. Đó. Thì những khách hàng trước á đã mua hàng của Hiệp, có những người mua 10 can, 20 can. Có những người mua tới 10 thùng. Vì chương trình tốt. Thì hiện nay Hiệp sẽ tung ra một chương trình nữa. Khá tốt như thế. Nha. Lý do là hôm nay đúng là ngày đúng là 3 năm. Đúng 3 năm Hiệp bán online. Đúng 3 năm Hiệp bán online là ngay ngày hôm nay. Đó. Thì chương trình sẽ diễn ra từ ngày hôm nay Hiệp đăng video tới cuối tháng nha, nó không kéo dài như chương trình trước nữa. Rồi. Lý do tại sao làm chương trình mấy bạn? Thứ nhất là kỷ niệm mình bán hàng online là 3 năm. Thứ hai là cái Hydro Mỹ giai đoạn này là thường thường là cơ đọt bà con là đã lấy cơ đọt thứ hai. Thì giai đoạn này nó vô mưa dầm. Thì thích hợp cho bà con dùng cái Hydro Mỹ do Hydro Mỹ nó có được mười chủng vi sinh. Lợi ích của việc thứ Hydro Mỹ là nó thông mạch dẫn, thứ nhất, thứ hai nó làm nâng pH, thứ ba là trong thịt can Hydro Mỹ được 10 dũng nắm vi sinh vật đối kháng nữa thì lượng mưa trong mùa mưa này, trong tháng này, trong tháng 5, tháng 6 âm lịch này thì bà con biết là mưa lúc nào đất mình cũng ẩm độ hết, thì ẩm độ nó là nguyên nhân dẫn đến con nấm Phytophthora và nấm Fusarium nó phát triển. Thì trong can Hydro này bà con được 10 dũng vi sinh, tức là nấm đối kháng nó sẽ giảm lại được, nó sẽ kháng lại được, đối phó được giữ cái nấm Phytophthora, nó sẽ giảm mật độ nấm Phytophthora trên vườn của mình nha. Thì mưa nhiều ẩm độ nó là nguyên nhân để dẫn đến Phytophthora nó xuất hiện và nó phát triển tấn công trong trồng của mình. Thì cách để mình ngừa được nấm Phytophthora, giảm mật số Phytophthora thì mình hay thấy là bà con mình dùng cái tiếng trùng tưới là thứ nhất, mình hay cho giải pháp đó. Thứ hai là bà con hay dùng cái cô bẹt na cũng khá là hay. Nhưng mình có một cách ngắn gọn nhất, hiệu quả nhất, tiết kiệm nhất, đó là tưới Hydro Mỹ. Tưới Hydro Mỹ trong đây thành phần đăng ký là 25% hữu cơ. Tưới Hydro Mỹ kích rễ nâng pH, bên cạnh đó mình cung cấp thêm cho đất là 10 chủng vi sinh vật nấm đối kháng. Nội con nấm Chico Bạc Ma thôi là mình đã 3 chủng nấm Chico Bạc Ma trong đây rồi ha. Đó, mình có thêm ba ngoài 3 chủng nấm Chico Bạc Ma ra, ngoài 3 chủng nấm Chico Bạc Ma ra mình còn có con Bacillus Chitomycin nha. Đó, Azobacter vân vân nữa. À, mình có những chủng nấm vi sinh vật như thế thì nó sẽ giúp cho cây dòng mình kháng lại được nấm Phytophthora ha. Đó, thứ hai nữa là bà con tưới nhiều nhiều quá thì vi sinh mà nó xuống đất nó sẽ giúp cho cây trồng của mình nó chuyển hóa cái phân bón nha, giúp cho cây dòng mình hấp thu phân bón tốt hơn. Vi sinh vật nó vô đất nó cài sới nó làm ghê lắm nha. Thay vì mình tốn tiền mua Chico Bạc Ma thì mình tưới cái này luôn, mình được vừa được những rễ luôn và mình vừa được nâng pH luôn. Đó, rất là tốt nha. Thì Hydro Mỹ mình đã bán một năm mấy nay rồi thì chất lượng bà con cũng đã cảm nhận được nha. Thì mình không nói gì thêm nữa, sản phẩm nó đã ổn rồi, rất là nhiều video nhật trường rồi. Hôm nay ngay dịp tháng mưa dầm này, ngay đợt bà con lấy cái đợt thứ hai đó, và ngay đợt này, ngay ngày này đúng 3 năm Hiệp bán hàng online thì Hiệp sẽ làm chương trình hỗ trợ bà con mình, khuyến mại hỗ trợ bà con mình. Chương trình như thế này nó cũng khá là lớn, nó cũng là giống như là chương trình trước, nó không khác gì hết.
bà con mua một can Hydro Mỹ xanh này trị giá 850.000 can 5 lít ha, hoặc là can trắng 5 lít trị giá 790.000, hoặc là can Hydro Mỹ vàng nuôi trái 970.000. Bà con mua ba dòng can này, mỗi là mỗi một can như thế này, bà con mua mỗi một can như thế này, bà con được tặng một cái áo đây, bà con được tặng kèm một cái áo nha. Bà con mua hai can cũng nhận được tặng một cái áo. Thí dụ như khách hàng mua hai can, mua hai can Hydro Mỹ xanh trắng vàng bất kỳ, bà con được tặng một áo và một chai Nano Mandrix, sản phẩm đồng sinh học của nhập khẩu Thái Lan, công nghệ nano của Mỹ, trị giá 100.000 nha. Được tặng một áo và một chai Nano Mandrix trị giá 100.000, nó như chủ cũ thôi, không khác gì hết á, chứ nhìn cũ thôi. Bà con mua ba can cũng vậy, nhưng mà bà con mua bốn can thì được tặng một áo. Mua 4 can Hydro Mỹ, nhắc lại, 4 can Hydro Mỹ được tặng một áo và một chai Racy trị giá 280.000. Chai Racy này ở dưới đất tưới Hydro Mỹ, ở trên phun Racy, tuyệt vời nha. Đó. Rồi. Có những khách hàng mua 10 can, mua 10 can Hydro Mỹ thì được tặng một áo, cũng nhân được tặng một áo, một hoặc hai áo gì đó, hai báo gì đó ha. Và được tặng một can Hydro Mỹ cùng loại. Thí dụ như bà con mua 10 can Hydro Mỹ trắng, bà con được tặng một can Hydro Mỹ trắng. Mua 10 can vàng, được tặng một can vàng. Mua 10 can xanh, được tặng một can xanh. Đó, à, chương trình nó cũng như thế thôi. Nó không khác gì chương trình trước, nhưng mà đặc biệt sẽ ưu tiên những khách hàng trước đây, người ta mua chương trình rồi mà người ta xài không hết. Ưu tiên những khách hàng trước đây có mua chương trình của Hiệp mà quay lại mua chương trình nữa thì sẽ có một số phần quà nhỏ thôi nghe, chứ không nhiều được. Tại vì cái phần quà này là Hiệp đã rất hỗ trợ bà con mình. Mình chức là những cá nhân của mình ra mình hỗ trợ, chứ công ty không hỗ trợ gì trong đây hết nha. Đó. Và Hiệp hỗ trợ một số phần quà nhỏ cho bà con, những khách hàng nào đã mua rồi quay lại mua nữa nha. Đó. Thì chương trình này sẽ diễn ra, Hiệp nhắc lại là chương trình này sẽ diễn ra từ ngày hôm nay đăng video tới cuối tháng. Thì đâu đó nó khoảng tầm mười mấy ngày, chứ nó không kéo dài một tháng như trước nữa. Thì bà con tranh thủ đặt hàng nha, để được những cái ưu ái tốt nhất và những cái hỗ trợ tốt nhất từ Hiệp Sầu Riêng miền Tây, nhân dịp kỷ niệm 3 năm mình Hiệp bán hàng online, chi ăn khách hàng của mình. Và nhắc lại là dài thời điểm này khuyến cáo bà con nên tới Hydro Mỹ, vì Hydro Mỹ nó đi theo hướng vi sinh. Cái can Hydro Mỹ này đi theo hướng vi sinh thì tất cả những dòng những gãy khác thì nó đi theo một hướng khác, còn Hydro Mỹ đi theo hướng vi sinh thì nó thích hợp trong dài thời điểm là mưa dầm, thời điểm là nấm Phytophthora nó tấn công nhiều và nấm Phytophthora nó xuất hiện nhiều trên mảnh vườn của mình nha. Khuyến cáo nên dùng Hydro Mỹ là tốt nhất, ổn nhất nha. Rồi, cảm ơn bà con rất nhiều.